Vào chiều 13 tháng 11, trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người chồng sinh năm 1996 vết vợ sinh năm 2001, nghi ngờ đốt xác vợ ngay tại nhà. Sau đó, người chồng cũng bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ án xảy ra, công an xã Hòa Bình có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên công an huyện Vũ Thư để điều tra, làm rõ vụ việc. Lãnh đạo công an huyện Vũ Thư cho biết, hiện công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình, diện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trương cầu khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra về thông tin cho rằng người chồng cắt tay tự tử sau khi giết vợ, vị lãnh đạo này cho hay lực lượng chức năng đang điều tra nên chưa có kết luận. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được làm rõ.